Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình aerob ăn chia. Đây là một chương trình aerob ăn chia chứ không phải là random cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì tổng giải thưởng nó có 50.000 đô, 500.000 ếch top càng bull hay là 500.000 ếch tiền đô mình cũng không biết các bạn. Thì sẽ được phân phối theo tỷ lệ cho tất cả người dùng tham gia nè bạn, thành 5 cấp độ A, B, C, D, E nè. Từ nhiều bài dự thi ha. Bạn càng nhiều bài dự thi càng cạnh tranh nè. Thì cái này thì các bạn làm càng nhiều mục thì các bạn tỷ lệ tôi cần các bạn có theo tỷ lệ của tất cả các bạn nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở link phong ra nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter của nó nè. Các bạn nhập vào trong quốc gia dùng Việt Nam. Việt Nam mình lúc nào cũng mì mì dưới đây chứ các bạn. Rồi các bạn nhấn vào tiết nè. Các bạn bấm vào tiết kiệm nha các bạn. Mình đăng nhập bằng Twitter các bạn ơi. Rồi các bạn tiếp tục các bạn theo dõi nè. Trên Twitter thì bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bắt đắt lên nè. Các bạn bấm tiếp tục nè. Ok. Cuối cùng điểm này nó cộng sao các bạn, nó chưa cập nhật xong các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter của nó nè. Bạn nhấp vào follow nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn giờ bấm vào continue nè, tiếp tục nè. Ok, vậy là được 10 feed đây. Tại nó chưa cập nhật các bạn ơi. Để mình bắt đắp được cập nhật chưa các bạn. Nó đã cập nhật rồi nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn tham gia nhóm Telegram của nó để các bạn nhận được 5 top cần nữa. Đây 5 tip nữa các bạn. Rồi các bạn xôn xào aerob này các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ có token nhiều các bạn. Các bạn bấm tiếp tục nè. Rồi tiếp tục các bạn xôn vào kênh Telegram tiếp tục nữa nè. Các bạn xôn xào nè. Rồi các bạn bấm đắp lên nè. Các bạn bấm tiếp tục nè. Rồi tiếp tục bạn ghé thăm website trên Instagram đó nè. Các bạn chỉ nhấp vào rồi các bạn chào. Rồi các bạn theo dõi đi các bạn. Trên website của nó khá là đẹp luôn các bạn. Ồ có hot, hot girl nữa các bạn. Để mình coi nhỏ này kia. Hot, hot girl đang ngủ ngay các bạn ấy. Rồi bạn bấm đắp đi các bạn. Các bạn bấm tiếp tục nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ địa chỉ với Bullcodot. Thì mình có một cái video hướng dẫn tạo với Bullcow Wallet để lưu trữ những nông coi đó các bạn. Thì các bạn nào chưa có ví thì các bạn xem lại video hướng dẫn tạo ví các bạn. Rồi bạn nhấp vào Bullcow Wallet nè. Bạn bấm reset nè. Các bạn copy địa chỉ dính mình nè. Địa chỉ dính mình nè các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm đắp lên nè. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Rồi nó ra thêm nhiều mục nữa các bạn. Cho các bạn làm nhiệm vụ nè. Tiếp tục thì đăng ảnh hoặc video trên Twitter. Thì cái này mình sẽ đăng video của mình sau nha tất cả các bạn. Tiếp tục các bạn retweet. Để nó nè. Các bạn nhấp vào tự động nó retweet luôn các bạn. Ơi các bạn like nè. Thích nè. Rồi các bạn retweet lên nha các bạn. Chỉ test lại được rồi. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn bấm tiếp tục nè. Đâu rồi ta? Ok mình đã nhận rồi bạn. Tiếp tục thì bạn retweet nữa nè. Trời ơi, retweet kiểu này chắc có ngày chắc phá tài Twitter mình luôn quá các bạn. Thích nè. Các bạn retweet đây nè. Rồi bạn bấm đắp lên nè. Rồi bạn bấm tiếp tục nè. Làm xong còn 2 mục nhập. Ok đã là xong rồi các bạn. Đã được nhiều tiết này. Chưa cập nhật mà. Ok tiếp tục thì các bạn retweet của nó nè. Gì đâu nhiều bài với ta. Like nè. Thích nè. Bạn tweet lên nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bạn muốn tiếp tục nha các bạn. Ok được 20 rồi. Tiếp tục đăng ảnh cho video trên Instagram mình sẽ đăng sau nha các bạn.
Thì các bạn chỉ việc chừng nữa đăng ảnh có hình biểu tượng của Polkadot Network và dưới hashtag này các bạn, thì mình sẽ đăng sau nha các bạn. Rồi tiếp tục thì để chỉ Polkadot rồi gỡ video YouTube thì mình gỡ sau nha các bạn. Truy cập mạng Polkadot trên YouTube này thì chừng nữa các bạn tự làm nha các bạn, vì mình làm video mình đăng sau nha các bạn. Hiện tại mình chưa có hình logo của nó nên mình chưa có làm được các bạn. Ok, như vậy thì video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.